cha và cô và thánh thần. Xin sùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chiều nay chúng ta cử hành thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly, và trong thánh lễ này Chúa Giêsu tiếp lòng bí tích thánh thể. Cũng trong thánh lễ này Chúa Giêsu tiếp lòng bí tích truyền chức thánh. Ngày hôm nay có được sự kiện của các cha, chúng ta cầu nguyện cho các cha, thì được các cha quý bà chị em, xin các cha cầu nguyện cho quý ông bà chị em. Nhưng mà hôm nay quý bà chị em nhớ cách riêng cầu nguyện cho các cha, các gia cố, cũng như các cha đang phục vụ tại giáo xứ, cũng như các chương trình phục vụ của địa phương. Xin cho các cha dù lớn hay nhỏ thì luôn phục vụ cộng đoàn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh với lòng khiêm tốn và quảng đại. Hôm nay chúng ta trong thánh lễ này chúng ta cũng cử hành nghi thức rửa chân. Chúng ta nhớ tới mệnh lệnh của Chúa truyền cho chúng ta phải trở nên những người lãnh đạo, nhưng mà là những người lãnh đạo đến để phục vụ. Chúng ta xin cho tất cả chúng ta đều ý thức được vai trò của Kitô hữu là phục vụ trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống làm công dân của xã hội, cũng như trong mọi môi trường sống. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay chúng ta có những gương mặt rất thân quen với ông Domenico, cha cố Paulo, cha Vicente Vinh Truyền, cha Pedro Vinh Đại, cha Marco Bùi Quốc Thắng, cha John Kim Lương Thành Đạt, và hai phó tế Giuse Văn Diệp cũng như Tôn Phạm Trung Điển. Hồi nãy tôi nói quý bà chị em cầu nguyện cách riêng cho các cha, nhưng mà quý anh chị em cầu nguyện thêm ký nữa cho tôi, vì làm cha xứ khổ lắm, ít có cái xứ nào mà cha phó ký cha xứ chỉ có xứ này thôi. Tôi nói mà tôi cũng khóc luôn, cầu nguyện cho tôi gấp đôi. Và vậy để xứng đáng cử hành một dịp thân, chúng ta nhận cái chút xót của chúng ta và chúng ta thành công, xin Chúa ơn thứ tha và bình an. Vinh danh Thiên Chúa trên cả từ trời. Tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của người.
Vì là Thiên Chúa hằng sống và hiến chi cùng Chúa, tuyên dương Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đối với người tín hữu Công giáo, nghi thức rửa chân mang một ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho ơn gọi phục vụ, khiêm nhường và tính bình đẳng mà những Kitô hữu được mời gọi sống và thực hành. Truyền thống này ghi nhớ buổi chiều tối bữa tiệc tỳ quy, khi Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho 12 môn đệ, như được kể trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, thì Chúa cũng muốn nêu gương cho các môn đệ hãy rửa chân cho nhau, hãy phục vụ nhau với tình mến và lòng tử tế. Giờ đây, cha chính xứ sẽ cử hành nghi thức rửa chân. Năm nay các tông đồ được chọn từ ban xây dựng, ban trang trí và ban quét dọn giáo xứ. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con quy tụ chiều nay để nhớ đến sứ vụ của chúng con là trở nên những người phục vụ theo gương con một Chúa là Đức Giêsu Kitô đã làm. Khi Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, thì Chúa cũng dạy cho chúng con đường lối sống phục vụ giữa thế giới hôm nay. Xin giúp chúng con nhớ lại biến cố này qua nghi thức rửa chân để biết đối xử với cộng đoàn và trong gia đình sao cho tử tế và kiên nhường. Xin giúp chúng con biết phục vụ nhau như Chúa Giêsu đã dạy chúng con. Chúng con cầu xin về Đức Kitô cho chúng con. Trước khi tôi cử hành nghi thức rửa chân, tôi hỏi quý vị đã được chọn làm tông đồ năm nay, quý vị có muốn đổi ghế không? Tại vì hồi trưa có một anh được chọn trong cái 12 tông đồ này, hỏi hồi xưa ông Giuđa ngồi ghế số mấy vậy cha? Sợ ngồi trúng cái ghế của Giuđa. Nhưng mà thực sự ra đó, ngồi ghế nào cũng có thể biến thành Giuđa. Và ngồi ghế nào cũng có thể biến thành Chúa Giêsu. Quan trọng là mình đi theo cái đường lối của thế gian hay là đường lối của Thiên Chúa mà thôi. Xin chúc các cộng đồng may mắn. Thank you.
Lạy Chúa chính thực là Đức Thánh là một. Và muôn vật Chúa đã tạo thành điều máy ca ngợi Chúa vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con. Do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tùy. Vì vậy là Chúa chúng con tha thiết đời Xin Chúa nhờ của một Chúa Thánh Thần đói thương thánh hóa của lời chúng con dâng tín Chúa đây để trở nên bình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con. Thờ lệnh người chúng con cử hành bầu nhiệm này. Trong đêm bị trao động, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và giờ đây chúng ta cùng với ai rảnh thì có thể cùng với cha đạt chúng ta đưa đoàn rước kiệu Chúa về tới nhà chầu. Và nhà chầu sẽ mở tới 12 giờ đêm.